Mình đây, chắc mấy hôm trước ấy mình lười quay video đây này. Bạn có nhớ mình làm đúng không? Hôm nay ấy thì mình sẽ làm video về chủ đề là mình sẽ mở một cái mini game các bạn ạ. Mini game này như sau nha các bạn. Mình sẽ có các phần quà như là hào quang thiên thần này và áo Noel 4200 và cũng áo con hiêu 4200 nốt này các bạn. Hào quang thiên thần sẽ là số 1 này, áo hiêu màu xanh cũng sẽ là số 2, áo hiêu màu xanh lá cây là số 3 nha các bạn. Mình sẽ dùng vòng quay may mắn để chọn ra một bạn chiến thắng mini game. Và bạn ấy sẽ chọn số giúp mình nha. Ví dụ như là bạn ấy có chọn cái vòng thiên thần thì các bạn viết viết cho mình là em chọn quả số 1 hoặc quả số mấy các bạn nhé. Và mini game này mình bắt đầu từ ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 4 và mình kết thúc vào ngày mùng 10 tháng 4 nha các bạn. Mình sẽ dùng vòng quay ngẫu nhiên để chọn ra các bạn nha các bạn. Chọn ra bạn may mắn, nếu bạn nào mà bình luận trước thì mình sẽ đánh số cho bạn ấy nhé. Đánh số để mình cho vào vòng quay may mắn nhé các bạn. Và cách thức tham gia mini game này là bước 1 bắt buộc là phải đăng ký kênh của mình nha. Bước 2 là các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới và để lại một lời chúc bên dưới và để lại tên game và chọn quà cho mình nha các bạn. Chúc bạn chơi mini game vui vẻ nha.